Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm TV Smart TV LG. Đây là mã là 65 UK7005. Với cái dòng sản phẩm UK7005 thì chúng ta sẽ có cái điều rất là quan trọng, đó là đến cái đời 7005 thì sẽ có nano can display, có nghĩa là cái dòng sản phẩm 7005 trở đi thì mới có cái công nghệ màn hình nano của LG. Đây là một cái modem rất là hot với chất lượng chiều màn hình rất là tốt, độ phân giải là 4K nha, với công nghệ là của LG, một cái trí thông minh ở trên chiếc TV này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài full hộp, hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng chiếc TV 65 UK7005 này. Everything we had, ready for whatever's lying up ahead. We won't stop moving, feels too good for that. So good. In every single way, we're doing this together. Every step we take, closer to each other. So much to discover. Getting lost with you. Như vậy là vừa rồi mình đã kết nối chân với TV. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh với các bạn nha, ở phía đằng sau TV sẽ có những cái kết nối như thế nào. Thì ở phía đây các bạn nhìn, đây sẽ là cổng quang optical. Với cái cổng quang optical này thì chúng ta sẽ kết nối loa sao 3 chẳng hạn với chiếc TV này nha, hoặc những thiết bị ngoại vi khác. Chúng ta sẽ có cổng LAN để kết nối mạng internet. Tuy nhiên là TV sẽ kết nối được với wifi, vì vậy các bạn có thể bỏ cổng LAN này cũng được. Chúng ta sẽ có cổng USB này, cổng HDMI sẽ có 4 cổng nha. Và ở đây là hệ thống cổng AV đầu vào, đầu in. Đây là cổng anten. Ở phía bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có cổng USB và hai cổng HDMI ARC. Đó là như vậy là toàn bộ những cái kết nối ở mặt sau của chiếc TV này. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có khu vực kết nối dây nguồn nha. Nguồn điện chúng ta sẽ kết nối đây. Và đây là tem. Cái tem này sẽ thể hiện cái thông số của hãng sản xuất đây này. Các bạn thấy này, sản xuất tháng 5 2019. Đó, và hiện tại bây giờ là tháng 9. Mới sản xuất 4 tháng thôi. Made in Indonesia. Tất cả sản phẩm TV của LG hiện tại đều được nhập khẩu Indonesia các bạn nhé. Ở phía sau chúng ta sẽ có 4 cái con ốc. Đây là 4 con ốc mà nếu chúng ta treo lên tường thì mới sử dụng, còn không thì không được sử dụng đến nó. Ok, như vậy vừa rồi mình đã giới thiệu qua các bạn về cái mặt sau của chiếc TV. Sau đây mình sẽ kết nối TV với nguồn điện và tiến hành cài đặt và sử dụng chiếc TV này nhé. One step more and now we're far from everything we had. Ready for. Là TV mới cho tiêu chuẩn nó sẽ hơi bay lúc ban đầu nha. Ở phần ngôn ngữ chúng ta sẽ chọn tiếng Việt này.
promise to be there in every single way. Doing this together, every step we take, close to each other, so much to discover. Cái đôi không dây qua wifi nha. Kiến trúc rồi đó. Bắt đầu vào cái bước là dò kênh nha. Dò kênh thì không, em nhớ không nhầm là anh Tuấn dùng cái này là tự nó vào có luôn, không phải dò. Đúng rồi, cái này của ấy. Đúng rồi. Trên như... Ở đây mình sẽ bỏ qua cái dò kênh nha. Bởi vì anh Tuấn đã sử dụng cái hộp TV box của FPT rồi. Đây là chúng ta sẽ vào cái hệ điều hành của TV. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nha, sử dụng chiếc điều khiển này và sử dụng chiếc TV này. Bấm vào hình ngôi nhà là chúng ta sẽ vào cái hệ điều hành của LG này. Đây này, mình bấm này. Đó, vào hệ điều hành của LG. Đây là hệ điều hành webOS của LG. Đó. Chúng ta sẽ bấm HDMI 1 này. Không nhầm là vừa rồi kết nối dây HDMI 1. Đó. Thì đây là cái hộp FPT đã kết nối với truyền hình, thì chúng ta có thể xem truyền hình ở đây. Rất đơn giản nha. Chúng ta sẽ bấm vào hình ngôi nhà này để ra hệ điều hành của TV. Bây giờ ví dụ như muốn vào YouTube xem thì các bạn chỉ tới YouTube thôi. Vì là TV mới, chúng ta sẽ cập nhật cái phiên bản mới của cái chiếc YouTube này. Phiên bản mới YouTube. Cập nhật rất là nhanh nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu test nha. Sau đây mình sẽ test một đoạn video 4K. Lúc đầu là sẽ kéo video, vì vậy độ phân giải nó sẽ nét dần nhé. Đạt con ca, chúng ta sẽ tùy chọn âm lượng. Là âm lượng. Riêng các dòng sản phẩm của LG nha, như là chiếc UK75 này trở đi, sẽ được tích hợp cái loa của Harman Kardon các bạn nha. Bởi vì Harman Kardon là kết hợp với hãng LG để sản xuất loa cho những cái chiếc TV này. Vì vậy là âm của những chiếc Smart TV của LG có một cái âm rất là tốt, bởi vì âm của công nghệ Harman. À, các bạn nghe sẽ khác hoàn toàn với các hãng khác nha. À, các bạn thấy cái chất lượng hình ảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp các bạn. Còn sử dụng cái chiếc điều khiển này thì rất đơn giản thôi. Đây là bật tắt này, đây là chọn kênh,
tăng giảm âm lượng, tăng giảm kênh. Đây là tính năng ra lệnh giọng nói nha, mình sẽ giới thiệu luôn cái tính năng ra lệnh giọng nói này. Ở trên điều khiển sẽ có hình một cái mic và chúng ta sẽ giữ mic. Các bạn bấm back để quay ra. Đó, sau đó các bạn giữ mic này. Nhạc vàng. Đó, các bạn ra lệnh giọng nói là nhạc vàng, sau đó là mình nhả mic ra thì chiếc TV nó sẽ tìm kiếm những cái file dạng hình ảnh của mà liên quan đây, nhạc vàng đây. Mình test thử luôn nha. Đó. Như vậy là cái việc sử dụng cái chiếc Smart TV của LG nó vượt trội hơn các hãng khác. Mình đánh giá ở cái điểm là cái chất lượng hình ảnh của LG rất là tuyệt vời. Cái công nghệ màn hình IPS của LG đó là công nghệ độc quyền của họ rồi. Và cái nữa là cái chiếc điều khiển mà Zigbee Remote này rất là thông minh, ra lệnh giọng nói rất là tuyệt vời. Và cái con chuột bay đây này các bạn nhìn này, đó các bạn gì nó sẽ rất là tiện, tốc độ xử lý nó sẽ rất là nhanh khi mà chúng ta bấm phím hoặc là sử dụng trên cái dòng Smart này, nó tiện lắm. Đó. Đây, cần thì chúng ta bấm hình mua nhà sẽ vào web OS đây, hệ điều hành web OS của LG đây, có rất là nhiều ứng dụng này, các bạn đưa sang rất nhiều ứng dụng này, rất nhiều ứng dụng của LG. Đó, chúng ta bấm và những ứng dụng nào là có thể truy cập vào thôi. Còn nếu các bạn muốn tải thêm ứng dụng thì đây, vào cái biểu tượng này của LG này. Đây, chúng ta sẽ vào cái kho của LG để tải ứng dụng nha. Đây là cái kho ứng dụng của LG. Đó, đây là LG Store đây nha các bạn nha. Đây, trong đây sẽ có rất nhiều ứng dụng các bạn nha. Đó, các bạn có thể tùy chọn những ứng dụng mà mình thích nha. Các bạn có thể tìm kiếm được, tìm kiếm rất là nhiều ứng dụng trong đây. Đó, rất nhiều ứng dụng, kể cả là những cái game, những cái game, những cái trò chơi rất là nhiều nha. Đó. Ok. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã giới thiệu qua với các bạn về chiếc 65UK7500 này, hướng dẫn các bạn là cách lắp đặt cũng như là kết nối sử dụng chiếc TV này. Để đặt hàng những sản phẩm điện máy như là TV tủ lạnh, máy giặt điều hòa, loa sao ba thì các bạn có thể truy cập trực tiếp với bên mình qua website là điệnmayghiatạikho.vn. Mình cam kết là tất cả những sản phẩm của bên mình đều rất là tốt so với thị trường nha. Mình khẳng định luôn giá rất tốt so với thị trường. Bên mình sẽ giao hàng lắp đặt tận nơi tại nhà các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua những cái sản phẩm review lần sau nha. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì xin hãy like và đăng ký kênh của mình để mình có động lực tiếp tục làm những cái review những sản phẩm điện máy tới các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.